John, you should make a Facebook just for your work. Yeah. Yeah. Bắt đầu biết rồi đó. Yeah, bắt đầu ăn rồi đó. Đó là đợi chút xíu nha. Để đi xem chút. Ok. Đó, đại coi TV nè, đó, lễ của gì, đi diễn hành ở bên Mê Sị gì đó. Đó. Đang sớm thích John Boy, lát nó về San Jose, Daddy Boy, John Lee đó. Sớm chút. Để nó về trên đây. Đó, cũng tối rồi, giấc này thì cũng ăn thì cũng vừa rồi. Đó, đây là đợi chút nha, đây là trà dưa sành. Đó, đó đây là trà dưa sành. Đó, tư gión hôm nay là tư gión, cái món này là tư gión làm không hâm nấu gì đó mà tư gión không. Chị Sình bữa nay là chỉ ngồi coi gì con mê xì đeo là ok thôi xin goodbye nha, xin chào cả nhà.